Mới đây, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang bất ngờ có động thái gây chú ý trên trang Facebook cá nhân. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chia sẻ về sự cố của chồng sau lùm xùm ở Tây Ban Nha. Cụ thể, bà xã của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đăng tải hình ảnh hai con nhân ngày tựu trường kèm dòng chú thích: được mất trên đời đều có sự an bài của số phận, dù có ra sao cũng bình thản đón nhận, dù là trời mưa hay nắng thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người, chào mừng các con bước vào năm học mới. Sau khi Hồ Hoài Anh vướng scandal tại Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang dường như mất tích khỏi showbiz, cho đến khi nam nhạc sĩ trình diện tại đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và chính thức nhận được hình thức kỷ luật, nữ ca sĩ mới chính thức lộ diện với công chúng. Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 9, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải clip có sự góp mặt của Lưu Hương Giang. Đoạn chia sẻ ghi lại khoảnh khắc Lưu Thiên Hương hẹn hò cà phê với Lưu Hương Giang. Bà xã Hồ Hoài Anh diện đồ đơn giản cùng gương mặt mộc tươi tắn, thần thái vui tươi. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Hương Giang lộ diện sau 2 tháng không sử dụng mạng xã hội. Lưu Thiên Hương cũng gửi lời động viên em gái như một thói quen, sáng nào cũng rủ nhau cà phê. Cuộc sống có khó khăn thế nào thì hãy cứ về đây, có chị có em, có cả nhà mình thương yêu nhau vô điều kiện. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thêm thông tin hay hình ảnh nào về Hồ Hoài Anh. Về phía Hồ Hoài Anh, sau khi trình diện đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nam nhạc sĩ đã chính thức nhận được hình thức kỷ luật. Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với giảng viên Hồ Hoài Anh vì đã vi phạm quy định nội quy quy chế làm việc của Học viện. Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo luật viên chức. Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh. Sau drama lớn nhất sự nghiệp, Hồ Hoài Anh dường như bốc hơi khỏi mạng xã hội. Đến bà xã anh là ca sĩ Lưu Hương Giang cũng phải hạn chế phần bình luận để tránh những kẻ kém duyên vào bình luận khiếm nhã. Nhưng vài năm trước, cả showbiz Việt dậy sóng khi trên mạng lan truyền tin đồn cặp đôi Giang Hồ đã ly hôn. Bản thân người trong cuộc cũng lên tiếng thừa nhận, nhưng sau khi trải qua sóng gió, cả hai đều cảm thấy không thể thiếu nhau và quyết định tái hợp. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ năm 8 tuổi, anh bắt đầu làm quen với đàn bầu. Tiếng đàn của mẹ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm đã truyền cho anh ngọn lửa đam mê với cây độc huyền cầm. Sau này, anh cũng kế thừa cây đàn gắn liền với mẹ mỗi giờ lên lớp. Về phía Hồng Đăng, người đồng hành cùng Hồ Hoài Anh trong chuyến đi Tây Ban Nha, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cho hay, ông Lê Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1 tháng rưỡi là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội, được ban hành theo quyết định số 06/QĐ-NHK ngày 14 tháng 1 năm 2019, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo Điều 16 Luật Viên chức năm 2010. Tuy nhiên, nam diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa bị kỷ luật mà lại thuộc vào diện chưa xem xét xử lý kỷ luật. Cũng theo ông Hiếu chia sẻ, Hồng Đăng sẽ được xem xét xử lý sau khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nói về trường hợp của Hồng Đăng, luật sư Trần Anh Dũng cho rằng quyết định này là chưa chính xác. Theo ông Dũng, trường hợp Hồng Đăng là vi phạm rõ ràng và không cần chờ kết luận nào khác. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội hoàn toàn có thể căn cứ luật viên chức và luật lao động để xử lý trường hợp của Hồng Đăng. Còn kết luận điều tra của phía Tây Ban Nha thuộc về một hành vi khác.